độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu và tan dần. Cảnh báo ở vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ 4 đến 4 mét rưỡi. Cảnh báo các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ đêm nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo từ nay đến ngày 4 tháng 8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 đến 300mm một đợt. Riêng khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200 đến 400mm một đợt. Khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Trước dự báo diễn biến phức tạp của bão số 3, chiều nay đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh. Tiến Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh. Báo cáo đoàn kiểm tra, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, tất cả tàu cá của tỉnh Quảng Ninh đã về nơi tránh trú an toàn. Trên 10.000 ô lồng nuôi trồng thủy hải sản tại huyện Cô Tô, thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả và Hạ Long đã được chằng chống, gia cố trước khi bão đổ bộ. Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cưỡng chế di rời một số hộ dân sống gần các khu vực nguy cơ sạt lở.